Xin chào các khán giả của Sống An Lạc. Quý vị thân mến, mất ngủ là căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, ngày nay thì căn bệnh này trở nên phổ biến với nhiều độ tuổi hơn, chứ không chỉ dừng lại ở các cụ ông, cụ bà. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một bài thuốc rất là hữu hiệu để giúp chữa bệnh mất ngủ kinh niên rất hiệu nghiệm. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video để tìm hiểu xem đó là bài thuốc gì nhé. Thần dược chữa bệnh mất ngủ kinh niên ngay ở trong nhà bạn. Bệnh mất ngủ mặc dù không gây chết người, nhưng lại bào mòn sức khỏe của con người một cách vô cùng kinh khủng. Bên cạnh việc sử dụng thuốc mà người ta biết rõ rằng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, nhiều người có xu hướng tìm một số những thảo dược giúp chữa bệnh mất ngủ một cách tự nhiên. Trong số những thảo dược được tin dùng để chữa căn bệnh mất ngủ, người ta thường quên rằng gừng là vị thuốc chữa mất ngủ rất hiệu quả. Gừng là vị thuốc được sử dụng rất phổ biến trong đông y. Gừng có tác dụng đối với các kinh phế, tỳ, vị, thận và đại tràng, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạch. Thông thường, gừng được dùng để chữa những căn bệnh về tiêu hóa như đau bụng, đầy bụng, thổ tả, hay những bệnh do lạnh như cảm lạnh, ho, thấp khớp do lạnh, chân tay lạnh. Khoảng 70% đơn thuốc đông y có vị gừng để thấy rằng gừng có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ chữa bệnh cho con người. Riêng với bệnh mất ngủ, vì trong gừng có chứa chất sinole giúp giải tỏa stress, trị bệnh nhức nửa đầu, giúp tinh thần con người sảng khoái và ngủ ngon giấc. Có thể thấy, gừng rất hiệu quả trong việc điều trị mất ngủ, nhưng không phải có tác dụng trực tiếp ngay mà phải dùng để cải thiện bệnh dần dần. Nguyên liệu cho phương thuốc này bao gồm một củ gừng, to hay nhỏ thì tùy thuộc vào độ cay của gừng và mức độ ăn gừng của mỗi người, và một lượng đường phèn vừa đủ để pha với 500ml nước. Cách nấu: cho gừng cùng với 600ml nước lạnh đun sôi kỹ, còn khoảng 500ml nước thì cho đường vào, tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 15 phút là được. Uống vào buổi trưa hoặc buổi chiều để có tác dụng giúp cho giấc ngủ trưa hoặc tối tốt hơn. Người bệnh nên uống lần nào thì chế biến lần đấy mới tốt. Bài thuốc này không chỉ áp dụng cho những người bị mất ngủ mà còn dùng được cho những người bình thường muốn có giấc ngủ ngon. Đối với những người bệnh bị mất ngủ trầm trọng, có thể uống gấp đôi liều lượng trên. Khi bệnh thuyên giảm thì có thể giảm xuống và dần dần nên duy trì cách một ngày uống một lần 500ml nước gừng đường. Ngoài ra, theo các bác sĩ thì để có được một giấc ngủ ngon, người bệnh cần luyện tập thể dục phù hợp, nên tạo thói quen đi ngủ đúng giờ, áp dụng thêm một số biện pháp như là ngồi thiền, tập yoga, tắm nước nóng hay là ngâm chân bằng nước gừng nóng hoặc nước muối nóng để có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Một số chú ý khi bạn sử dụng gừng như sau. Thứ nhất, không gọt vỏ. Gừng sẽ chỉ giữ được đầy đủ dược tính khi có cả vỏ. Vì thế, nếu gọt vỏ gừng trước khi sử dụng sẽ khiến gia vị này không phát huy được hết tác dụng. Bạn chỉ cần rửa sạch gừng là đã có thể sử dụng. Thứ hai, không dùng gừng cho người bị say nắng. Gừng có tính nóng nên thích hợp dùng cho người cảm mạo, phong hàn, vị hàn phát nhiệt sau khi dầm mưa. Chống chỉ định dùng gừng cho người bị cảm mạo, thử nhiệt hoặc cảm mạo phong nhiệt. Trong trường hợp đi nắng về bị say nắng, say nóng tuyệt đối không được dùng gừng. Thứ ba, không ăn gừng bị dập. Gừng tươi đã bị dập rất dễ sinh ra một loại chất độc cực mạnh. Nó có thể làm biến tính, loại tử tế bào gan, từ đó dẫn đến bệnh ung thư gan, ung thư thực quản. Thứ tư, sốt cao không được ăn gừng. Khi có dấu hiệu sốt cao, tuyệt đối không ăn gừng, bởi vì gừng có tính nhiệt, càng làm cho thân nhiệt của người bệnh cao lên, gây tổn thương các mạch máu, thậm chí xuất huyết. Thứ năm, đau dạ dày, đại tràng thì không ăn gừng. Thành phần của gừng bao gồm các chất chủ yếu hoạt động trên niêm mạc dạ dày, ruột và đại tràng, vì thế có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày. Và nếu dạ dày yếu thì có thể bào mòn và gây ra những vết loét. Vì thế, người đau dạ dày, đại tràng nên tuyệt đối tránh xa thực phẩm này. Thứ 6. Bệnh về gan không nên ăn gừng. Gừng có tác dụng kích thích sự bài tiết của các tế bào gan, khiến cho những tế bào này bị hoại tử trong tình trạng được kích thích. Vì thế, người bị bệnh viêm gan cấp tính và mãn tính, xơ gan thì không nên ăn gừng. Ngoài ra, người bị bệnh sỏi mật cũng không nên ăn gừng, bởi vì gừng có thể khiến cho các viên sỏi kết tụ trong mật không bài tiết ra ngoài được. Thứ 7. Người bị bệnh trĩ, xuất huyết không nên ăn gừng. Gừng rất nóng,
có thể làm vỡ các mạch máu bị yếu. Thế nên những người có tiền sử rối loạn chảy máu như là chảy máu cam, chảy máu tử cung, bệnh trĩ thì không nên ăn gừng để tránh tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng. Thứ 8, phụ nữ có thai cần hạn chế ăn gừng. Mặc dù gừng rất tốt để giải quyết các tình trạng thai nghén như là buồn nôn và nôn, thế nhưng trong thời kỳ cuối của thai kỳ thì nên hạn chế ăn gừng bởi vì gừng làm tăng huyết áp, gây nguy hiểm cho thai phụ. Gừng trị mất ngủ rất hiệu quả, tuy nhiên nước gừng sẽ chỉ phát huy tác dụng khi bạn uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu như uống hoặc ăn gừng vào bữa tối hoặc sau bữa tối thì sẽ khiến cho bạn càng khó ngủ hơn. Nguyên nhân là bởi gừng có thể tăng cường và thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích kết dịch dạ dày, làm hưng phấn ruột dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa. Ngoài ra còn có tác dụng kháng khuẩn. Theo lương y Nguyễn Đức Mến, phòng khám đông y ở Láng Hạ, vào buổi sáng khí trong dạ dày nhiều, ăn một chút gừng vào sẽ kiện tỳ, ôn vị, khích lệ cho dương khí bốc lên. Đến nửa đêm, dương khí trong người thu lại, âm khí thịnh phát. Lúc này ăn gừng sẽ vi phạm quy luật sinh lý. Do vậy, ngay kể cả người bình thường, nếu uống nước gừng vào buổi tối cũng sẽ mất ngủ, chưa nói đến người mắc bệnh mất ngủ thường xuyên. Tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Đối với người dân Việt Nam thì gừng là một loại gia vị không còn lạ lẫm gì nữa. Và đối với các thầy thuốc thì đây cũng thực sự là một loại dược phẩm chứa rất nhiều hữu dụng. Và bên cạnh bài thuốc chữa mất ngủ từ củ gừng vừa nêu trên thì Sống An Lạc còn xin gửi đến quý vị và các bạn một số bài thuốc dân gian khác cũng có thể chữa trị được căn bệnh mất ngủ kinh niên rất là hiệu quả. Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của video. Mất ngủ khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi và mất sức sống, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và năng suất công việc. Vì vậy, để cải thiện triệu chứng này, người bệnh có thể áp dụng ngay 10 cách trị mất ngủ dân gian từ các loại cây thảo dược tự nhiên sau đây. Thứ nhất, cây nữ lang. Cây nữ lang không chỉ được yêu thích bởi màu sắc nổi bật, loại cây này còn được nhiều người biết đến nhờ tác dụng an thần, có thể điều trị chứng mất ngủ và chống trầm cảm, giúp mang lại một giấc ngủ ngon lành. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thần, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược học Cổ truyền Tuệ Tĩnh, các thành phần chứa trong cây lang có thể gắn kết vào thụ thể GABA, giúp ngăn chặn căng thẳng đến vùng thần kinh trung ương, giúp người bệnh dễ đi sâu vào giấc ngủ. Cách làm và sử dụng như sau. Các bạn sử dụng từ 10 đến 15 gram cây nữ lang, gồm cả phần cây và rễ, rửa sạch, sau đó cho vào ấm, thêm lượng nước vừa đủ và sắc uống. Với cách trị mất ngủ dân gian từ thảo dược này, người bệnh có thể uống hàng ngày để cải thiện triệu chứng mất ngủ. Vị thuốc nam này có thể dùng điều trị chứng mất ngủ ở cả trẻ em, nhưng cần gia giảm liều lượng phù hợp. Thứ hai, cây trinh nữ. Một trong những cách trị mất ngủ dân gian không thể không liệt kê đó là sử dụng thuốc sắc của cây trinh nữ hay còn gọi là cây mắc cỡ. Vị thảo dược này có tính hơi hàn và vị ngọt, ít độc, có tác dụng giảm đau, lợi tiểu, hạ nhiệt, chống ho và an thần. Chính vì vậy chúng được sử dụng như dược liệu quý giúp chữa suy nhược cơ thể và cải thiện triệu chứng khó ngủ ở người bệnh. Bệnh nhân sử dụng 20g cây trinh nữ khô sắc với 200ml nước cho đến khi cạn còn khoảng 100ml nước và uống. Tuy nhiên, người bệnh nên nhớ uống nước thuốc trước khi ngủ để tăng khả năng điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể kết hợp cây trinh nữ với một số loại thảo dược tự nhiên khác để chữa trị khó ngủ. Thứ ba, cây lạc tiên. Lạc tiên chứa các loại dược chất có tác dụng lên hệ thần kinh, giúp chống trầm cảm, trị chứng âu lo và hồi hộp. Đồng thời, vị thảo dược tự nhiên này còn giúp tinh thần thoải mái và dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Cách chữa mất ngủ bằng cây lạc tiên. Thứ nhất, sử dụng 15g cây lạc tiên phơi khô, sắc nước, uống thay cho nước trà. Cách thứ hai, các bạn dùng lá và ngọn non của cây lạc tiên chế biến thành món ăn mỗi ngày. Hoặc là cách thứ ba, các bạn sử dụng 50g lạc tiên phơi khô, sắc chung với 10g lá dâu tằm, 30g lá vông, 2g tâm sen và 90g đường. Để áp dụng bài thuốc chữa mất ngủ từ lạc tiên thành công thì bệnh nhân nên sử dụng thường xuyên. Đây là vị thảo dược an toàn và lành tính, thế nhưng khi dùng thì bệnh nhân cũng nên chú ý liều lượng phù hợp, tránh trường hợp sử dụng quá liều trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thứ tư, cây vông nem. Không chỉ có tác dụng sát trùng, hạ nhiệt, hạ huyết áp, cây vông nem còn được sử dụng như một vị thuốc giúp điều trị chứng mất ngủ.
Người bệnh hãy sử dụng từ 4 đến 6 gram lá cây vung nem khô và hãm lấy nước uống, hoặc cũng có thể dùng từ 5 đến 10 gram lá vung nem tươi để nấu canh và ăn. Ngoài ra, người bệnh có thể kết hợp lá vung nem với các loại thảo dược khác như lạc tiên, dâu tằm hay tim sen để sắc thành nước uống. Kiên trì áp dụng bài thuốc chữa mất ngủ từ lá vung nem trong một khoảng thời gian nhất định với một liều lượng phù hợp sẽ giúp giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc và ăn uống được ngon miệng hơn. Thứ 5. Tim sen. Theo đông y, tim sen hay còn gọi là liên tâm có vị đắng và tính hàn, có tác dụng làm bình dục tính và giúp tinh thần thoải mái. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu y học hiện đại cho thấy thảo dược tim sen có chứa các thành phần như là luciferin và nelambin có công dụng an thần, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ. Mỗi ngày, người bệnh chỉ cần lấy khoảng từ 4 đến 10 gram tim sen khô, pha trà và uống, hoặc cũng có thể kết hợp chung với một số loại thảo dược tự nhiên khác như lá vông, táo nhân sao đen, sắc thuốc và uống. Cách trị mất ngủ dân gian này nếu như được thực hiện đều đặn mỗi ngày thì không chỉ giúp giấc ngủ trở nên sâu và ngon hơn mà còn bổ tỳ, dưỡng âm, bổ huyết và rất có lợi đối với sức khỏe. Thứ 6. Trà hoa cúc. Các thử nghiệm về tác dụng của trà hoa cúc đối với giấc ngủ đã chứng minh vị thuốc thiên nhiên này cực kỳ hữu ích ở những bệnh nhân bị mất ngủ. Các hoạt chất chứa trong hoa cúc có tác dụng làm dịu tiêu hóa, giảm căng cơ, đồng thời giúp giảm lo lắng và đi sâu vào giấc ngủ. Để cải thiện triệu chứng mất ngủ, người bệnh chỉ cần nhâm nhi một tách trà hoa cúc nóng vào mỗi buổi tối sau khi ăn xong. Tuy nhiên, bệnh nhân nên lưu ý không nên uống trà gần sát giờ đi ngủ để tránh tình trạng thức dậy nửa đêm đi vệ sinh. Thứ 7. Trà tam thất. Ngoài trà hoa cúc, người bệnh có thể sử dụng một số loại trà thảo mộc truyền thống khác để điều trị chứng mất ngủ, ví dụ như trà tam thất. Theo y học cổ truyền, nụ hoa tam thất có tác dụng rất hữu ích đối với hệ thần kinh, giúp làm giảm căng thẳng, an thần, hỗ trợ đi sâu vào giấc ngủ ngon hơn. Cách pha chế trà tam thất như sau. Các bạn sử dụng từ 3 đến 5 bông hoa tam thất khô cho vào bình nước nóng rồi tiến hành đổ lượt nước đầu tiên. Sau đó, đổ một lượng nước nhất định vào bình, đậy nắp và hãm trong vòng vài phút, uống như uống trà. Với cách trị mất ngủ dân gian từ trà tam thất, người bệnh có thể uống mỗi ngày để điều trị bệnh mất ngủ. Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ nên uống nước vào ban ngày sẽ giúp đi vào giấc ngủ được dễ dàng hơn. Trà tam thất có thể chế biến được nhiều lượt nước ngâm cho đến khi không còn lại vị đắng, ngọt, thế nhưng người bệnh không nên để nước trà qua đêm bởi trà có thể bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí dẫn đến biến chất hoặc gây độc. Ngoài ra, hoa tam thất có tác dụng hạ huyết áp, cho nên bệnh nhân bị hạ huyết áp nên tránh sử dụng. Thứ 8. Hoa bia. Hoa bia thì thường được dân gian sử dụng như vị thuốc điều trị chứng lo lắng, hồi hộp và mất ngủ. Người bệnh có thể hái một ít hoa bia, đem sắc thuốc và uống mỗi ngày, hoặc cũng có thể đem phơi khô và đặt dưới bao gối, giúp ngủ ngon và sâu hơn. Với cách trị mất ngủ dân gian này, bệnh nhân nên sử dụng đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, nên chú ý vấn đề liều lượng, bởi hoa bia sử dụng quá liều có thể gây tác dụng phụ như là buồn nôn và đau nhức đầu. Thứ 9. Thảo dược bạc hà chanh. Bạc hà chanh có mùi thơm dễ chịu và có vị the mát. Ngoài việc dùng trong công thức chế biến món ăn, thì nguyên liệu tự nhiên này còn được sử dụng như dược phẩm có tác dụng giải tỏa buồn phiền và căng thẳng, hỗ trợ đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cách làm trà bạc hà chanh đơn giản như sau. Đầu tiên, các bạn hái một vài lá bạc hà chanh tươi, rửa sạch và cho vào cốc thủy tinh. Sau đó, các bạn rót nước sôi vào cốc, đậy nắp và đợi từ 10 đến 15 phút để các hoạt chất trong lá bạc hà chanh được hòa tan vào nước. Tiếp sau đó, các bạn lọc lấy nước và bỏ phần bã. Cuối cùng, các bạn thêm đường nâu hoặc đường trắng và mật ong vào cốc, khuấy tan và uống. Cách trị mất ngủ dân gian từ thảo dược bạc hà chanh sẽ nhanh chóng đưa người bệnh đi vào giấc ngủ ngon, nhưng bệnh nhân cũng nên lưu ý về liều lượng và thời gian trong quá trình sử dụng. Thứ 10. Hạt cây muồng. Hạt cây muồng thì có tác dụng chữa chứng khó ngủ, mất ngủ, tim hồi hộp và ngủ hay mê. Người bệnh chỉ cần sử dụng 20g hạt cây muồng sao khô, đem sắc chung với 6g tim sen và 15g mạch môn. Mỗi ngày uống từ 2 đến 3 lần và mỗi lần uống một bát.
Tùy vào triệu chứng mất ngủ nặng hay nhẹ mà thời gian uống thì có thể thay đổi. Nhưng tốt nhất bệnh nhân chỉ nên uống trong 3 ngày bởi sử dụng quá nhiều nước hạt muồng thì có thể gây đi phân lỏng. Bên cạnh việc sử dụng các bài thuốc này, người bệnh cũng nên thay đổi thói quen sinh hoạt, ngủ đúng giờ giấc để điều chỉnh đồng hồ sinh học về đúng quỹ đạo. Từ đó giúp cho việc đi vào giấc ngủ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đừng để căn bệnh mất ngủ hoành hành bạn mỗi ngày, khiến bạn đêm thì trằn trọc, ngày thì mệt mỏi. Hãy loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của bạn bằng những bài thuốc dân gian rất hiệu nghiệm mà chúng tôi đã chia sẻ từ quý vị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Sống An Lạc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!